Em kính chào các thầy cô, em tên là Nguyễn Thị Nhân, lớp 1A, trường tiểu học Thắng Nhì. Ơn các thầy cô vì sự yêu thương và sự nhiệt tình trao tặng cho chúng em nhân ngày 20 tháng 11. Xin chúc các thầy cô cho mọi miền đất nước thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để dạy cho chúng em thật nhiều kiến thức mới. Em xin tặng thầy và cô một bài nhạc trống tên là bài Bụi Phấn. Xong rồi, thầy và cô và các bạn ơi, hãy like cho em một like nhé. Em cảm ơn thầy và cô và các bạn nha. Bye bye.